Thế nào là một nhân viên tốt? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì một người nhân viên tốt là một người mà sẽ mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều cái hiệu quả cao trong công việc. Cùng với đó sẽ giúp cho công việc tiến triển thuận lợi và mang lại nhiều doanh thu tốt hơn. Và để làm sao để nhận ra một người nhân viên tốt thì ở video clip này Tân sẽ chia sẻ cho các bạn những đặc điểm để bạn nhận ra cái người nhân viên của bạn là có tốt hay không. Và từ những người nhân viên tốt đó bạn có thể là đào tạo, hướng dẫn và đôn thúc lên những vị trí cao hơn như là quản lý, trưởng phòng để có thể là cống hiến và phục vụ cho công ty một cách tốt nhất. Thì trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của video này thì các bạn hãy bấm subscribe kênh ủng hộ cho Tân nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính và yếu tố thứ nhất Tân muốn nói đối với một người nhân viên tốt đó chính là cái khả năng là biết lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến. Bởi vì một người mà quá cứng đầu, quá ngang bướng, quá cố chấp, quá bảo thủ thì khi đi làm sẽ không bao giờ phát triển được. Và một người không thể phát triển được thì bạn sẽ không bao giờ mà có được những cái kết quả tốt hơn trong công việc. Bởi vì sao? Bởi vì bất kỳ ai, ngay cả chính bản thân bạn, bạn có là giám đốc, có là chủ tịch công ty hay thậm chí Tân dám nói là chủ tịch những tập đoàn lớn thì bạn cũng sẽ phải luôn học hỏi. Núi cao luôn có núi cao hơn, người này giỏi các người khác cũng sẽ giỏi hơn. Nên cái việc mà luôn học hỏi, luôn phát triển là điều cần thiết. Nói gì đến một người chỉ là nhân viên, một người nhân viên nhỏ trong công ty thì làm sao mà đủ khả năng mà tự biết hết mọi thứ, giỏi hết mọi thứ. Nếu mà vậy họ đâu có làm nhân viên ha. Thì câu chuyện thì cái người nhân viên đó họ phải có được cái tính chất này, cái tính cách này. Thì khi đó cái việc mà phát triển họ sẽ dễ dàng hơn. Bạn nói cái gì thì họ cũng sẽ tiếp thu, họ cũng sẽ là xem nó có sai có đúng như thế nào để học hỏi, để lắng nghe, để sửa đổi, để cải thiện chính bản thân mình, để ngày càng hoàn thiện hơn, làm công việc được tốt hơn và mang lại nhiều giá trị cao hơn cho công ty. Thứ hai đó chính là có thể tự nghiên cứu được. Đây là cái đức tính mà Tân đánh giá rất là quan trọng cho một người nhân viên. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không thể nào bạn đi chỉ dạy cho một người nhân viên từng ly từng tí, từ A đến Z, từng chút một như là một cái đứa con vậy. Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Bởi vì sao? Khi bạn làm điều đó bạn rất mất thời gian, mà cái người nhân viên đó cũng không có khả năng mà phát triển lên cao hơn. Bởi vì ai chỉ đâu thì làm đó, ai chỉ đâu mới biết, chứ không thể mà tự đi nghiên cứu, không thể mà tự đi phát triển chính bản thân mình. Trong khi tất cả những cái video, những cái tài liệu, những cái hướng dẫn, tất cả đều có trên Google, có trên Internet. Việc của họ chỉ là đi tìm kiếm thông tin, chắt lọc thông tin, tổng hợp thông tin và bồi bổ thông tin. Ngay cái việc đó mà họ làm không được thì khả năng mà họ phát triển lên sẽ rất là khó. Và họ cũng chỉ là như những cái người thiên lôi, kiểu như thiên lôi chỉ đâu đến đó thôi. Chứ họ không thể nào mà phát triển lên một cái tầm cao hơn được. Họ không thể nào mà lead, không thể nào lãnh đạo, không thể nào mà chỉ huy, không thể nào mà lên chiến lược, không thể nào mà quản lý được. Họ chỉ làm những công việc chuyên môn của họ mà thôi, mà công việc chuyên môn đó nó cũng không phát triển, nó chỉ lẹt đẹt trong cái khoảng mà bạn đã hướng dẫn họ thôi. Nên là cái đức tính mà tự nghiên cứu được, tự học hỏi, tự phát triển chính cái bản thân mình mà chỉ cần một số cái từ khóa, giống như là những cái bạn mà trợ lý đang làm việc với Tân. Tân chỉ cần đưa một số từ khóa ra, các bạn tự nghiên cứu được hết. Trừ khi những cái gì mà nó khó quá hay cái gì mà nó phức tạp quá, chưa đủ cái năng lực các bạn hiểu thì các bạn có thể hỏi và Tân sẽ giải thích cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn để các bạn có thể nắm rõ hơn. Chứ không có thể nào mà đi chỉ dạy từng ly từng tí được. Sẽ đưa ra những từ khóa, em nghiên cứu cái này nè, trong cái này có cái này, có cái này, em nghiên cứu thêm những cái này đó, rồi tổng hợp cái thông tin đó cho anh, coi chỗ nào mà nó khó hiểu á, chỗ nào mà nó phức tạp quá, check note báo lại cho anh hỗ trợ giải thích cho. Thì khi đó các bạn nó mới giỏi được, bạn nó mới phát triển cao được. Còn bạn tuyển nhân viên vô mà bạn chỉ hết tất cả mọi thứ thì thua. Thì khi đó bạn nhân viên đó chỉ là đợi chờ bạn hướng dẫn mà thôi và không biết làm gì tiếp theo cả. Thứ ba là không được cãi sếp. Nhưng có chính kiến và biết bảo vệ quan điểm.
Cái điều này quan trọng lắm nha các bạn. Tại vì bạn phải hiểu một điều nè, cho dù bạn làm sếp, bạn làm chức vụ lớn hơn họ, cao hơn họ và chủ công ty luôn, thì chưa chắc bạn đã đúng. Bạn phải hiểu điều này, cái này là nguyên lý, chưa chắc bạn đã đúng. Tại vì ai cũng có thể sai cả. Và ai cũng có thể là đóng góp ý kiến và cho bạn những cái bài học quý giá cả. Nên cả người nhân viên cũng vậy, họ luôn làm được điều đó. Nhưng cái người nhân viên không được cãi sếp. Tại vì cái việc mà cãi sếp nó giống như cuộc cái chiến vậy đó. Nó vừa xáo trộn một cái tình cảm ở giữa hai người với nhau, mà nó còn đánh giá gọi là cái việc mà ngang tàn và cố chấp người nhân viên đó. Và một việc nữa là những người nhân viên khác nhìn vào sẽ bị mất đi sự tôn trọng đối với sếp. Điều này không nên xảy ra. Thì khi nói chuyện với sếp có cái gì đó nó không có phù hợp, hay là nó phi thực tế, nó không thực tiễn, hoặc là trái cái góc nhìn, cái quan điểm của bạn, bạn có quyền phản biện, có quyền tranh luận, nhưng mà trên tinh thần hợp tác, như vậy nó sẽ tốt hơn. Và bạn phải hiểu được rằng bạn phải có chính kiến, cái người nhân viên đó phải có chính kiến, phải có cái chính kiến riêng của họ, phải có cái quan điểm góc nhìn riêng của họ và biết bảo vệ nó, phải có những lập luận logic, phải có những dẫn chứng để bảo vệ cái quan điểm đó. Và tại sao phải như vậy, tại sao phải làm như vậy mà không làm như thế kia, thì một người đó mới là một người có khả năng phát triển và một người giỏi. Tại vì một người mà ai chỉ đâu làm đó, sếp nói gì cũng nghe đó, thì người đó không có khả thi. Bởi vì sao? Bởi vì một người giỏi, một người có năng lực thì họ sẽ có những góc nhìn chuyên môn của họ. Tại vì sếp là sếp, sếp là chỉ là quản lý chung thôi, đường hướng chiến lược, cách phát triển thôi, chứ chuyên môn chưa chắc giỏi bằng. Bạn phải hiểu điều đó, chuyên môn chưa chắc giỏi bằng. Thì cái người mà sinh ra, người ta đều có những trí thông minh khác nhau và có những năng lực khác nhau, mỗi người đều giỏi những mảng khác nhau. Sếp chỉ là quản lý thôi, chứ không phải sếp giỏi tất cả. Sếp phải siêu nhân, sếp phải ba đầu sáu tay. Nên là cái người nhân viên vẫn giỏi hơn sếp về cái vấn đề chuyên môn là bình thường. Nên khi nói về vấn đề chuyên môn, bạn có thể bảo vệ quan điểm của bạn, góc nhìn, kiến thức của bạn, kinh nghiệm của bạn, phản biện lại để làm sao cho công việc được tốt hơn, nhanh hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Thì khi đó, cái người nhân viên đó mới là một người nhân viên được đánh giá cao. Tân cũng luôn đánh giá cao những bạn như vậy, những bạn đó mới thật sự giỏi, mới thật sự có giá trị để hợp tác, để làm việc với nhau. Chứ không phải là chỉ A làm A, chỉ B làm B, những bạn đó chỉ là thiên lôi thôi, để xe vặt thôi. Đó, không cãi sếp nha, tranh luận thôi, tranh luận, xây dựng, phản biện, không có cãi, không có hầm hồ, mất giá trị, mất hình ảnh của sếp luôn. Và sếp cũng không thương bạn đâu, cãi sếp tới thương nè. Anh nhớ điều đó. Rồi, 5. Không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành công việc. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Đây cũng là một yếu tố mà cực kỳ kiên quyết cho một người nhân viên tốt. Bởi vì sao? Bởi vì một người mà cứ than vãn cái này nhiều quá, cái này làm mệt quá, cái này phức tạp quá, thì người đó không thể phát triển được. Bởi vì sao? Bởi vì một cái gian nan, một cái khó khăn nó xảy đến thì nó sẽ cho chúng ta thêm kinh nghiệm, cho chúng ta thêm bài học, cho chúng ta thêm cái năng lực. Và khi bạn làm một việc gì khó thì sau này những cái việc dễ bạn làm rất là đơn giản, bạn làm như mũi vậy. Còn khi mà việc khó bạn không chịu làm thì sau này bạn gặp việc khó bạn lại chùng chân tiếp. Vậy một người nhân viên mà luôn chọn việc khó để làm, mà không ngại khó ngại khổ để hoàn thành nó, thức ngày thức đêm thức hôm, thậm chí bỏ cả ngày thứ bảy về chủ nhật để làm việc, để hoàn thành nó, thì một người rất là tuyệt vời. Một người biết cống hiến, một người biết vì cái đam mê, cái mục tiêu đề ra để hy sinh những cái thú vui, những cái sở thích riêng của mình để hoàn thành nó, là một người rất tuyệt vời trong công việc. Những người nhân viên như vậy bạn nên giữ lại, bạn nên tin tưởng, yêu thương và đốc thúc họ nhiều hơn, vì đó là những người nhân viên thật sự rất là tốt. Và cuối cùng là họ phải có là định hướng và mục tiêu rõ ràng. Những người như thế này á, người mới có chí khí, mới có là cái động lực, có sự nhiệt huyết trong công việc, và họ biết họ đi về đâu, tương lai họ sẽ là ai và họ sẽ làm gì. Còn một người cứ đi làm ngày qua ngày, rồi tới tháng nhận lương rồi này kia các kiểu thì nó rất là bình thường. Còn một người biết trong 2 năm nữa em sẽ lên trưởng phòng, trong 5 năm nữa em sẽ lên làm giám đốc
giám đốc chi nhánh hay là giám đốc trưởng bộ phận của tập đoàn, kiểu như vậy. Thì đó là những cái định hướng, mục tiêu rất rõ ràng họ đạt được. Họ sẽ làm hết mình vì đó. Tại vì khi có mục tiêu, một con người có mục tiêu thì người ta sẽ làm hết mình vì đó, chiến đấu hết mình để đạt được nó. Chứ không có thể nào mà làm cà lơ bấp bơ, cà nhơi có được những cái mục tiêu mà đề ra hết. Tại vì tất cả những gì trên con đường bạn đi nó sẽ khó khăn, nó sẽ gian nan. Và cái con người mà có được cái định hướng để đi về nó và chấp nhận mọi thứ để đạt được nó thì người đó mới là người có động lực tốt. Và những người có cái sự nhiệt huyết, có cái ý chí, cái mục tiêu như vậy thì công ty bạn mới phát triển. Họ sẽ làm hết mình. Họ sẽ làm hết mình, không chỉ mà họ làm hết mình mà họ còn đốc thúc những người bên dưới họ, những người trong đội nhóm của họ làm hết mình để có thể là đạt được những cái mục tiêu đó. Và như thế thì cái sự phát triển công ty bạn là hiện hữu và khả thi. Đó là năm yếu tố mà Tân nhìn nhận là bạn nên quan tâm để nhìn ra một người nhân viên tốt. Vì giữa hàng chục nhân viên, hàng trăm nhân viên, tìm ra những người tốt không phải dễ. Và tìm được những người tốt như vậy, bạn hãy đốc thúc, bạn hãy đôn đốc họ và bồi dưỡng họ để trở thành những cây mason, những con người mà chìa khóa thực sự của công ty, để phát triển công ty, để phát triển đội ngũ bộ phận họ lên cao hơn. Đốc thúc họ đi, điều đó sẽ tốt cho bạn, tốt cho doanh nghiệp của bạn. Và đây là năm yếu tố mà tự bản thân Tân nhìn nhận ra trong quá trình mà làm việc cũng như là quản lý nhân viên. Thấy được những điều này và chia sẻ đến với các bạn. Nếu những gì bạn đang nhìn nhận là bổ ích, là thực tế thì hãy cho video này một like để giúp nó tiếp cận nhiều người hơn. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Hãy để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment. Video đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.